hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường dâng cao cùng những tác động tiêu cực của hiện tượng El Nino đã làm ảnh hưởng và thay đổi đến cơ cấu sản xuất. Để thích ứng với tình hình mới, chủ động sản xuất thuận tự nhiên là giải pháp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định là hướng đi bền vững. Trở lại bán đảo Cà Mau lần này, xuyên suốt trục đường quốc lộ 1 về huyện, đầu đầu cũng thấy lều quán trưng bày các sản phẩm từ cây bồn bồn và khắp nơi là những cánh đồng trồng bồn bồn ngút ngàn xanh mướt. Loài cây hoang dại ấy hiện giờ được coi là cây xóa đói giảm nghèo, là nguồn thu chủ lực, tạo thêm công ăn việc làm cho cánh nhà nông. Bồn bồn giờ đây còn được người dân địa phương xem là loài cây thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm đầu chuyển dịch thì rất là khó mà sản xuất. Vì vậy là qua quá trình thì cây bồn bồn nó phù hợp với cái vùng đất này. Đồng thời bà con mới tiến hành chuyển sang trồng cái bồn bồn. Thì từ đó phát triển từ năm 2015-2016 đến nay thì cái bồn bồn là một cái sản phẩm được là sản xuất và tiêu thụ tại địa phương rất là nhanh và có hiệu quả, góp phần giúp cho bà con tăng thu nhập. Vì vậy là cái phát triển cái bồn bồn này nó bền vững hơn so với các loại hình sản xuất khác. Ban đầu không chịu được độ mặn cao, cây bồn bồn còi cọc lụi tàn, có lúc tưởng chừng như đã bị khai tử vì nước mặn. Tuy nhiên nó chỉ co ro lại vào những tháng mùa khô, tới khi mưa xuống thì tiếp tục xanh rì trở lại. Cứ thế, loài cây dại ấy lại hồi sinh và phát triển mạnh mẽ trên vùng quê cái nước Cà Mau. Và tháp cô ủy ban nhân huyện để tiến tới cái xây dựng cái làng nghề, rồi là tổ chức quảng bá, giới thiệu cái sản phẩm cây bồn bồn để nhằm tiêu thụ cho bà con nông dân. Và chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức xây dựng cái quy chế hoạt động của cái của các cái tổ hợp tác và cái hợp tác xã để sử dụng chung cái nhãn hiệu của cục sở hữu trí tuệ cấp. Cây bồn bồn không chỉ là đặc sản mang tính vùng miền mà còn được người dân sản xuất ra dưa bồn bồn là một sản phẩm ô cốp của địa phương. Với nông hộ có vài ba công đất, người dân tự trồng bồn bồn, tự thu hoạch, tự sơ chế. Còn nông hộ nào có đất cả chục công thì thuê thêm lao động nhàn rỗi ở nông thôn để làm dưa bồn bồn. Giờ đây, nghề làm dưa bồn bồn trở thành nguồn thu nhập chính trong gia đình. Em thấy cái thu nhập ở đây, cái trồng bồn bồn thì mỗi tháng, mỗi giỏ bồn bồn, thì chi phí rồi thì một tháng mình khoảng còn được 20 triệu hay mấy triệu nha. Thấy cái mô hình này nó cũng được, rồi thêm cá đồng đồ này kia vậy đó, mình thu nhập tới nít nó thấm. Nếu mà có đầu ra mà ngon lành đó, thì cái trồng bồn bồn này là người dân sống khỏe lắm. Từ loài cây hoang dã quê mùa, sau một thời gian được chính quyền địa phương định hướng sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm bồn bồn cái nước Cà Mau đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Nói đến việc sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả, không thể không nói đến mô hình tôm lúa. Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực tế một số nơi ở Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh cho thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển mô hình tôm lúa. Cụ thể, năm 2022, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nuôi gần 190.000 hecta tôm trên ruộng lúa với sản lượng đạt khoảng 100.000 tấn tôm sú, tôm thẻ chân trắng và trên 20.000 tấn tôm càng xanh. Mô hình đã giúp nông dân thu về lợi nhuận bình quân từ 60 đến 70 triệu đồng một hecta một năm. Mình nuôi trồng theo cái hướng hữu cơ, với mình sản xuất theo cái hướng này thì nó giảm được cái chi phí, rồi nó tăng cái lợi nhuận, rồi cái giá thành nó cũng cao hơn. Mặt khác thì nó cũng bảo vệ cái sức khỏe của chính người sản xuất, cũng như là người bảo vệ có cái sản phẩm tốt cho cái người tiêu dùng. Trong kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, mô hình tôm lúa được ưu tiên phát triển nhằm thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn. Đây được nhận diện là mô hình thủy sản bền vững, có hiệu quả kinh tế và hạn chế rủi ro dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu so với các mô hình nuôi trồng thủy sản khác. Để thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, 6 tháng ngọt, 6 tháng mặn,
bà con nông dân ở Cù Lao Long Hòa Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã canh tác nuôi tôm càng xanh kết hợp trồng một vụ lúa hữu cơ rất hiệu quả. Cù Lao, hai xã hiện có trên 250 hectare nuôi tôm càng xanh, xen trong ruộng lúa. Bình quân mỗi hectare mô hình tôm lúa này mang lại cho bà con nông dân nguồn thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Đối với cái cây lúa đó thì mình kết hợp với các cái doanh nghiệp để rồi là mình có cái khuyến khích bà con bằng cách là những cái hộ mà mới tham gia vào cái mô hình đó, thì mình hỗ trợ bà con là bằng hình thức là hỗ trợ 20-30% giống và 20-30% phân bón tùy theo cái thời vụ. Và đối với cái giá cả đó thì người ta cũng áp dụng là nó cao hơn cái lúa bình thường. Là thí dụ bây giờ nó cao hơn là từ 1,5 cho đến là 1,7 lần đối với các sản xuất các cái loại lúa bình thường. Thì từ đó cái lợi nhuận của bà con cũng cao, cho nên là bà con cũng có là tham gia để rồi là sản xuất cái mô hình lúa cơ này. Sản phẩm gạo hữu cơ của nông dân trồng lúa trong vuông tôm tại Long Hòa, Hòa Minh đã được Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tiến hành bàn giao bộ nhận diện sản phẩm lúa gạo hữu cơ mang nhãn hiệu tập thể Long Hòa, Hòa Minh cho Hợp tác xã Tiến Thành. Thứ nhất là về cái giá thành chi phí sản xuất nó thấp. Thứ hai là lợi nhuận nó sẽ tăng lên 2-3 lần cái so với cái sản xuất thông thường. Cái thứ ba nữa là về mình cải tạo được cái môi trường giữa cái thời tiết này, biến đổi khí hậu đó, thì nó sẽ làm ổn định hơn, về cái môi trường nó bình vững hơn. Sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên, thuận theo điều kiện tự nhiên là hướng đi mới được lựa chọn trong thời điểm hiện nay, đã mang lại lợi ích kép, vừa gia tăng giá trị canh tác, vừa góp phần giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp hiện nay chưa có văn bản quy định chính sách hỗ trợ riêng cho sản xuất nông nghiệp thuận thiên, nhưng vẫn có chính sách lồng ghép hỗ trợ để góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững. Nghị quyết số 03 ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành cái quy định về cái chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2021-2025. Thì trong cái Nghị quyết 03 thì có cái nội dung về chính sách hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp Việt Gáp, bao gồm sản xuất là hữu cơ. Các cái sản xuất Việt Gáp sẽ được hỗ trợ kinh phí xác định vùng nguyên liệu, khu vực đủ điều kiện sản xuất theo Việt Gáp, kinh phí để thuê tư vấn kỹ thuật, đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động tại cơ sở để áp dụng cái Việt Gáp, và kinh phí để thuê tổ chức đánh giá chứng nhận Việt Gáp, v.v. Theo mạng lưới doanh nghiệp thích ứng đồng bằng sông Cửu Long, để sản xuất theo hướng thuận thiên không chỉ dừng lại ở mô hình canh tác, đòi hỏi phải là chuỗi giá trị, trong đó vai trò của doanh nghiệp là đòn bẩy tạo nên sức bứt phá trong tình hình mới. Hiện nay, Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều chủ trương chính sách liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững cho khu vực này. Tuy nhiên, để tìm ra giải pháp thích ứng hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, thì chính các doanh nghiệp cũng cần có sự chủ động. Đó là sự chủ động liên kết, cùng nhau thích ứng, phát triển bền vững và giảm thiểu rủi ro, tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra. Nếu mà mình phân tích sâu hơn về đồng bằng sông Cửu Long thì chia ra thành các cái vùng sinh thái khác nhau. Và như vậy thì bà con nông dân cũng như là chính quyền địa phương mình là phải nắm được thật kỹ là mình nằm trong cái hệ vùng sinh thái nào, và từng vùng sinh thái như thế thì chịu tác động của các cái tác động tiêu cực nào nó khác nhau. Và trên cơ sở cái tác động đó mà mình nắm được cái vấn đề của mình cụ thể, và từng cái vấn đề nó tác động tới những cái lĩnh vực sản xuất hay là lĩnh vực cung ứng đầu vào hay là về vấn đề về logistics khác nhau, thì lại chúng ta lại phải là có những cái giải pháp tương tự đi theo nó. So với nhiều loại cây trồng khác, dừa là loại cây trồng có thể chịu đựng và tồn tại được trong những điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Nhìn rõ cơ hội, công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vinh Farm đã tập trung phát triển thêm chuỗi giá trị kinh tế mới từ hoa dừa. Khởi điểm là nông dân, nhà máy chế biến, đơn vị bán hàng và người tiêu dùng đầu cuối. Đến nay, công ty đã có hơn 30 sản phẩm từ mật hoa dừa.
mô hình đã tạo ra hướng đi mới cho ngành dừa Trà Vinh, giúp tăng được giá trị kinh tế cho nông hộ từ 2 đến 3 lần, góp phần cải thiện kế sinh nhai tại địa phương và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp từ bản địa với chất lượng cao. Hướng tới đối với hướng phát triển của công ty thì công ty cũng có kế hoạch phát triển là năm 2030 là mình sẽ liên kết, đặt mục tiêu là liên kết với 1.000 nông hộ. Biến đổi khí hậu là cơ hội cho doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, nhưng để phát huy được rất cần phải có một mạng lưới liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Trước tiên là hỗ trợ doanh nghiệp trong mạng lưới thích ứng và phát triển bền vững, tiếp đến là nhân rộng ra cộng đồng, góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, giàu có hơn. Cái mạng lưới của mình, cái mục tiêu là mình làm sao mình tạo ra một cái cơ hội để kết nối giữa các cái nhóm doanh nghiệp có những cái rủi ro bị tác động dưới tác động của biến đổi khí hậu với các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các nhà khoa học, nhằm mục tiêu là mình có những cái thông tin cập nhật nhất đối với các cái doanh nghiệp về cái tình hình biến đổi khí hậu, các cái giải pháp thích ứng cũng như là các cái góp ý về chính sách đối với cơ quan quản lý nhà nước để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp thích ứng được với cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Để sản xuất theo hướng thuận thiên, thực sự có hiệu quả, đòi hỏi cần phải xây dựng được chuỗi giá trị thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là một quá trình phức tạp và đòi hỏi tính toàn diện, bởi vì nó bao gồm cả khía cạnh kinh doanh, môi trường, khoa học, chính sách và cả về ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên tự nhiên một cách bền vững.